Ủy ban Nhân dân phường Thới Bình, quận Ninh Kiều vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại hội nghị thông qua các quyết định công nhận tổ trưởng, tổ phó, tổ viên, tổ bảo vệ an ninh trật tự tại 4 khu vực trên địa bàn phường Thới Bình, thông qua quy chế làm việc của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó gồm các nhóm nhiệm vụ tham gia cùng công an phường giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách. Nắm thông tin về hoạt động của cơ sở kinh doanh, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo vệ hiện trường, bảo vệ an ninh trật tự, cấp cứu người bị nạn, bắt người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.